Sáng ngày 11 tháng 10, Sở Tư pháp Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Tham gia hội nghị tập huấn có 170 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức tham mưu trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, quyền tiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên pháp luật của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các nội dung như nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác đánh giá, quyền tiếp cận pháp luật. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, quy định của pháp luật hiện hành, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã nắm chắc kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể, áp dụng vào công việc chuyên môn, góp phần thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương.